Phi cơ Air Asia tăng độ cao bất thường trước khi rơi, tin từ Jakarta, Indonesia. Hôm qua ngày 20 tháng Giêng năm 2015, Quốc hội Indonesia đã mở cuộc họp báo để nghe điều trần về vụ chiếc phi cơ Air Asia rơi xuống biển Java. Bộ trưởng Bộ Giao thông Indonesia Ignatius Johan nói với các dân biểu rằng chiếc phi cơ Air Asia mang ký hiệu QZ8501 đã tăng độ cao quá nhanh trong những giờ phút cuối cùng trước khi đứt liên lạc với đài kiểm soát không lưu và đâm xuống biển làm thiệt mạng tất cả 162 hành khách và phi hành đoàn. Ông này cho biết khoảng 6 giờ 17 phút, chiếc phi cơ vẫn tiếp tục bay ở độ cao 33.700 feet đã được cơ quan kiểm soát không lưu chấp thuận. Nhưng chỉ sau 6 hoặc 9 giây sau, chiếc QZ8501 đột ngột tăng độ cao lên hơn 1.700 feet một phút. Ông nói rằng hiếm có một chiếc chiến đấu cơ nào tăng độ cao đến 6.000 feet trong một phút khi đang bay và một phi cơ thương mại chỉ có tăng độ cao từ 1.000 cho đến 2.000 feet là đã khủng khiếp rồi. Vì phi cơ không được thiết kế để tăng độ cao quá nhanh như thế. Cũng tại cuộc điều trần của Quốc hội ngày hôm qua, thứ Ba ngày 20 tháng Giêng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Indonesia đưa một số đề nghị thay đổi tiêu chuẩn an toàn hàng không sau vụ chiếc phi cơ Air Asia chở hành khách đâm xuống biển. Ông Bambang Sulestio, người đứng đầu tổ chức tìm kiếm và cứu nạn quốc gia nói với các thành viên Quốc hội rằng, cuộc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục để thu hồi thi thể của các nạn nhân và chỉ ngừng khi ông này tham vấn với các bộ trưởng và tổng thống Indonesia. Ông ước lượng rằng nếu xác chiếc phi cơ được thu hồi trước ngày 27 tháng Giêng, tức là đúng một tháng sau tai nạn, đội tìm kiếm có 2 ngày để thu hồi các thi thể và sẽ chấm dứt đợt cứu nạn. Tính đến nay, chỉ có 53 thi thể được thu hồi và 45 người được nhận dạng trong tổng số 162 người thiệt mạng. Bộ trưởng Giao thông Indonesia cũng nói sẽ áp dụng một số quy định an toàn mới, trong đó có việc kiểm soát sức khỏe của phi hành đoàn và người điều khiển đài không lưu. Ông cũng không cho phép các hãng hàng không không bán vé máy bay trước khi nhận được giấy phép bay. Đến nay, thì các nhân viên điều tra vẫn chưa xác định nguyên nhân khiến chiếc Airbus A320-200 đâm xuống biển Java sau 40 phút bay. Sáng nay thứ Tư ngày 21 tháng Giêng, các chuyên viên hàng không nói phi cơ Air Asia bị rơi đã tăng độ cao lên đến 6.000 feet một phút trước khi mất liên lạc là sự kiện không bình thường. Sachono Johnny, một phi công kỳ cựu và làm cựu giám đốc Merpati Nusantara Airlines cho rằng đó là điều chỉ có thể xảy ra trong tình trạng nhiễu loạn trầm trọng. Ông đoán rằng đó là lúc chiếc Air Asia rơi vào trạng thái nhiễu loạn và muốn thay đổi độ cao và không kịp hỏi nên qua trái hay qua phải để tránh thời tiết xấu. Tuy nhiên, ông này vẫn thận trọng cho rằng đây chưa phải là kết luận mà chỉ là suy đoán của ông mà thôi.